Hello cả nhà nha. Và mấy hôm nay thì có rất là nhiều khách hỏi em những cái lô mai con mà loại quấn rễ hình bí á. Thì hôm nay em về được tầm khoảng 1.000 cây nha cả nhà. 1.000 cây bí này cũng nhỏ thôi chứ nó không có lớn, mà cây nó cũng cứng mập ha. Thì cây cao tầm khoảng, để em đo thử nha, một gang tay của em, hai gang tay của em, thì tầm khoảng 3 tấc đi lên nha cả nhà. Cây thì nó nói chung là nó cũng cứng cáp. Đây, nó như thế này đây. Này nó cũng cấy cũng gần 1 năm rồi nha. Cái này cấy cũng gần 1 năm rồi ha. Thì tất cả cái lô á thì cây nó như thế này nha cả nhà. Em quay như thế nào thì em giao như thế đó nha. Tầm khoảng 3 tấc đi lên ha. Thì cái rễ nó quấn thì đều là hình bí, bí rồi nửa bí nữa nha. Bí với nửa bí, rồi hai mắt cũng có. Rồi trái tròn cũng có. Đây, nó như thế này ha. Nói chung là cái lô này nó quấn như thế này ha. Em giới thiệu như thế nào thì em giới thiệu, em giao y như vậy nha cả nhà. Thì cũng lưu ý với em cái là khi mà quay video lúc nào trong điện thoại chúng ta nhìn nó cũng lớn hơn bên ngoài hết. Nhưng mà cả nhà nhìn cái thước, cái gang tay em đo cho nó chính xác nha. Đây, nó quấn rễ như thế này, không có biết tròn nha. Cũng đừng kêu em lựa thì em không lựa được đâu, bởi vì là một số cây nó nằm ở phía dưới á, là em không thể nào moi lên từng cây mà để lựa cho khách được. Thì cái lô của nó thì nó giống như thế này nè, nó cái rễ nó giống như thế này, 3 mắt, 2 mắt, 4 mắt rồi cũng có mấy miếng tròn ha. Đây này nha cả nhà, đó cái lô này như thế này ha, rễ nó như thế này nè. Thì cây này nó cũng chưa có lớn lắm, lý do là hàng bí nên giá nó cũng hơi cao hơn của người ta xíu, bởi vì quấn bí rất là cực nha cả nhà. Tại vì cái rễ rất là dài chúng ta mới quấn được thôi. Đây nó như thế này nha, 2-3 mát, 3-4 mát rồi cái tròn cũng có luôn nha cả nhà. Thì cao tầm khoảng 3 tấc đi lên nha. Đó, cái rễ nó như thế này nha cả nhà, rồi cũng có 2 mắt luôn nha. Thì em lấy lô là em lấy bổ đồng tới ha. Đó, này có 3 mắt nữa đây. Rồi đây 2 mắt. Đó, đây 3 mắt. Thì cái lô này em bán với giá là 8.000 một cây nha. Em xí từ 30 cây trở lên và không có bao phí vận chuyển nha cả nhà. Thì em có tầm khoảng 1.000 cây thôi, mới đem về chưa có sổ bịch ra hết nè. Thì ai thích thì liên hệ bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha.